Mở đầu bộ phim là cảnh đứng ngơ ngác của cậu thanh niên tội nghiệp tên Ren. Trước mặt cậu ta là bốn người đồng đội từng vào sinh ra tử, thế mà bây giờ họ lại đuổi thẳng mặt cậu đi. Nhắc qua về chức nghiệp của Ren, cậu là một thuần thú sư. Nhưng trong tổ đội anh hùng thì vai trò của Ren chỉ là thằng vác đồ. Còn việc chiến đấu với quái vật là do những người khác đảm nhận. Tại thời điểm này, Ren đứng trước mặt bốn người Argus, Mina, Lin, Ariot. Cậu cho rằng bọn họ chỉ đang chưa đủ mình. Chưa đổi cái cờ cờ, trong mắt bọn họ thì ren chỉ là một cái hành lý đã không có tác dụng gì trong giao tranh ngược lại còn phế vật ăn hại nghe được những lời nói đó khiến cho ren bị sang chấn tâm lý không hề nhẹ mặc dù ren còn đứng đó nhưng bọn họ vẫn cười nói vui vẻ với nhau đã vậy còn không quên xin lại của ren những trang bị trên người cậu kể từ giờ phút này mối liên kết với đồng đội của ren hoàn toàn biến mất bây giờ đây ren lại một mình bơ vơ lạc trôi giữa đời cậu nhớ lại về khoảng thời gian gắn bó keo sơn trước đây với đồng đội cứ ngỡ họ trách móc là để động viên mình cố gắng ai ngờ éo phải đúng lúc này thì lũ trẻ tới bọn chúng vẫn coi ren là một ngày anh hùng để tiếp đãi lũ trẻ thì ren thể hiện khả năng thuần thú cho bọn chúng xem cảm thấy ren rất tuyệt vời lũ trẻ muốn mình có thể trở thành thuần thủ sư trong nhóm anh hùng duy nhất mình ren là người hay chơi với bọn chúng còn bốn người kia thì họ rất tự cao bảo sao mà lúc trước ren cứ thấy kỳ kỳ lũ trẻ muốn được trở thành mạo hiểm giả và trở lên giàu có mạo hiểm giả à nghe cũng không tuổi đó. Một lúc sau, Ren đã tới hội mạo hiểm giả và được Natalie tiếp đón. Cô ấy giới thiệu một lượt các kiến thức cơ bản về mạo hiểm giả cho Ren nghe. Thầy Ren rất chăm chú lắng nghe khiến Natalie cảm thấy cậu rất có triển vọng. A few moments later. Sau đó, Ren đã sẵn sàng nhận bài thi để được trở thành mạo hiểm giả. Biết được Ren là một thuần thú sư, Natalie liền hỏi cậu có ổn không. Lúc sau, Ren đã bắt đầu hành trình đi săn giết quái vật của mình. Còn nguyên nhân có bài thi này đó là mạo hiểm giả non nớt thì nên ở nhà, bởi vì mấy thằng gà thường làm cho hội mạo hiểm giả mất điểm uy tín. Quay trở lại hiện tại, cuối cùng Ren đã hạ gục được con quái thứ 10. Dù thần thú dư có phèn nhưng lũ Goblin cấp F vẫn rất dễ ăn. Lúc sau, Ren nhìn thấy một con hổ tấn công một cô gái tai mèo. Ren liền lao lên ứng cứu nhưng cái kết thì hơi bị đáng nha. Nhìn thấy cô gái đó vẫn có thể đứng lên, Ren đã yên tâm hơn phần nào. Cứ tưởng cô ấy phải bỏ đi rồi chứ ai ngờ cô ấy lại ra sau con hổ. 3,14 giây sau, cô gái đó đã từ trên trời giáng cho con hổ một đòn chí mạng. Lúc này, Ren chỉ biết đứng ngơ ngác mà nhìn người ta. Theo những kiến thức mà cậu biết, cô gái này chính là một linh miêu tộc. Dựa theo những ghi chép cổ, linh miêu tộc là chủng loại hiếm có bậc nhất. Bỗng nhiên cô gái đó bất tỉnh, may mà Ren nhanh chân chạy ra đỡ kịp. Cuối cùng thì ra cái nguyên nhân mà cô ấy bất tỉnh lại là do quá đói ăn một hồi thì cô ấy cũng hồi phục được 100% độ tỉnh táo. Còn Ren lúc này, trong tâm trí cậu vẫn không quên được hình ảnh vừa rồi. Cũng may mà có Ren xuất hiện, trong lúc mơ hồ cô ấy đã nhìn thấy ông bà của mình luôn rồi. Sau đó cô ấy giới thiệu mình tên là Canade, một linh miêu tộc chính hiệu. Giới thiệu xong thì Canade lại ngồi xuống và tiếp tục nói chuyện làm quen. Canade chia sẻ rằng cô cảm thấy cuộc sống thật buồn chán nên quyết định bỏ nhà đi bụi. Được gặp gỡ Ren cũng coi như là định mệnh, Canade rất tò mò về cậu sau đó hai người vừa đi vừa nói chuyện, Ren đã kể hết mọi thứ cho Canada nghe. biết được việc Ren bị đá khỏi tổ đội khiến Canada rất tức giận. thấy Canada quan tâm tới mình như vậy làm cho Ren cảm thấy rất vui. bởi vì Ren đã không còn quan tâm chuyện đó nên Canada cũng cho qua. trong vô thức Ren đã tự ý xoa đầu Canada và cô ấy rất hưởng thụ. sau đó Canada còn nói cho Ren biết chuyện cậu có thể sai khiến cô ấy. nếu Ren thật sự sai khiến được cô ấy, điều đó quả thật rất tuyệt vời. đúng là vậy một chủng tộc mạnh mẽ như Canada thì ai chẳng muốn sai khiến. Canada liền đưa ra đề nghị rằng Ren hãy thử sai khiến mình xem. Không phải vì chủng tộc mạnh nhất, điều Ren muốn là thân thiết hơn với Canada. Ren liền thi triển ma pháp thiết lập khế ước với Canada. Nếu khế ước được thiết lập, từ giờ hai người sẽ trở lên gắn kết với nhau. Cuối cùng Canada đã chấp nhận yêu cầu của Ren và khế ước được thành lập. Từ bây giờ, Canada đã chính thức được gắn kết với Ren khiến cô rất vui một mối quan hệ đối tác có trả phí chính thức được thành lập giữa hai người. Sau khi mất đi mấy đồng đội giác của mình, cuộc đời của Ren chính thức nở hoa. Trở lại hội mạo hiểm giả, Ren giao nhiệm vụ xong thì chính thức cậu trở thành mạo hiểm giả hạng F, hơn thế nữa còn được nhận thêm 50 đồng tiền hoàn thành ủy thác vừa rồi. Tuy vậy số tiền đó vẫn còn quá ít ỏi để có thể làm nên chuyện đại sự. Sau đó, Ren quay lại chỗ Canada, nhìn cô ấy có vẻ rất hào hứng. Bỗng nhiên có một tên mạo hiểm giả xuất hiện, hắn tới vì nhìn chúng Canada lần đầu tiên được nhìn thấy linh miêu tộc hàng thật giá thật, tên này liền rủ Canada đi bay lắc. Ngay lập tức Canada nói mình đã có chủ nhân Ren đi bay cùng rồi. Nghe thấy Ren là chủ nhân của chủng tộc mạnh nhất khiến tên này cười đau cả bụng. Để cứu vớt Canada khỏi tên lừa đảo, hắn ta muốn so kèo sức mạnh với Ren. Nhìn tình hình bây giờ có vẻ Ren không đấu thì hắn ta không chịu dừng lại rồi. Còn tên này, hắn cứ luôn miệng phun ra những lời thách thức đối với Ren. Vì không muốn Canada bị làm phiền, Ren quyết định sẽ đấu với hắn ta một trận. Tên này rất tự tin hô trận đấu bắt đầu thì cũng là lúc nó kết thúc luôn. A few moments later. Natalie tới để xin lỗi Ren về sự làm phiền của thanh niên tội nghiệp này. Bỗng nhiên thái độ của Natalie thay đổi. Thì ra là cánh tay hư và cái kết đáng. Sau đó Natalie lại tiếp tục khen ngợi Ren và những chuyện còn lại cứ giao cho cô. Lúc này Kanade cũng thông não cho Ren chuyện sức mạnh của cậu đã được cường hóa nhờ lập khí ước với cô ấy. Tiếp đó Kanade cảm thấy rất vui bởi vì Ren đã đứng ra bảo vệ mình. Nhưng chuyện sau đó lại hết vui. Canada muốn chiến đấu chứ không phải hái lượm. Cuối cùng thì Ren cũng làm xong ủy thác, Canada thấy mình không cả bằng lũ thỏ. Tạm gác lại chuyện đó, có vẻ như Canada nghe thấy ở gần đây xảy ra chuyện. Quả đúng là như vậy, nhóm đạo tặc nanh đen đang bao vây một ông già. Theo Canada được biết, nhóm đạo tặc này rất tàn bạo và có hơn 100 tên. Nhìn thấy một đám thanh niên không muốn làm mà vẫn muốn ăn khiến Ren rất tức giận. Sau đó, cậu với Canada cùng lao lên hai người tả sung hữu đột bọn chúng. Ren vì được búp sức mạnh nên cậu làm gỏi bọn chúng rất dễ dàng. Chứng kiến Ren như vậy, bỗng trong lòng Kanade bắt đầu cảm thấy bất an. Liệu cơ thể bỗng có được sức mạnh to lớn có làm Ren hủy hoại bản thân không? Chứng kiến mọi chuyện diễn ra trước mắt, có vẻ điều Kanade lo lắng là dư thừa. Lúc này, cái tật mê trai đầu thai không hết của Kanade lại bắt đầu trỗi dậy. Nhìn thấy mặt của Kanade rất đỏ, Ren liền phán đoán cô ấy bị thương. Ăn cẩu lương ngập mồm, ông lão không chịu được liền đứng ra cắt ngang. Bởi vì đám người nanh đen đã bị Ren hạ gục nên ông lão lo lắng đồng bọn của chúng sẽ tới đây trả thù Ren. Sau 3,14 giây suy nghĩ, Ren quyết định bắt hết một mẻ luôn. Lúc sau Canada vẫn rất lo lắng nhưng kết quả Ren đã nắm chắc trong túi rồi. Ren nhờ sự giúp đỡ của loài thú khác khiến Canada cảm thấy rất tổn thương. Vậy là Ren đành an ủi Canada, thì ra là cô ấy đang trêu đùa cậu. Kế hoạch của Ren thành bại là nhờ loài vật này. Nó được mệnh danh là ong bà tước sở hữu nọc độc tê liệt có lý do Ren điều khiển được nó bởi vì cậu có học qua thuần trùng sư. Ren giao cho Kanade quay về gọi 500 anh em viewer. Nếu Kanade có thể gọi được thêm kỵ sĩ đoàn thì còn tuyệt vời hơn nữa, còn cậu sẽ ở lại để đối phó với bọn chúng. Kanade cảm thấy mình rất vô dụng vì không giúp được gì nhiều cho Ren. Không đánh được thì mình bỏ chạy, Ren khẳng định cậu sẽ bình an vô sự. Nghe Ren nói như vậy thì Kanade cũng an tâm hơn phần nào. Sau đó bầy ong đã tới, Ren liền lập khế ước tạm thời với bọn chúng. Ở một bên khác, đám đồng đội xác lúc trước của Ren đang bất mãn với ai đó. Thì ra bọn họ nhận ủy thác xong bị đám đạo tặc dọa cho chạy té khói. Và thanh niên này là một thuần thú sư mới tạm thời thay thế vị trí của Ren. Hai con ả kia đang trách móc cậu ta vô dụng vì đã không bảo vệ nổi họ. Còn kêu cậu ta tại sao không điều khiển luôn 20 con thú một lúc đi. Nói nghe dễ nhỉ, điều khiển được hai con thì đã được coi là thiên tài rồi. Nhưng con ả này éo tin lời của cậu ta nói, bởi vì bọn họ từng thấy một tên phế vật điều khiển được cả bầy thú sau đó bọn họ còn uy hiếp cậu ta phải nhận hết trách nhiệm về mình. Bởi vì bọn họ không muốn chuyện này bị truyền ra ngoài làm mất mặt nhóm anh hùng. Nếu không thì cậu ta sẽ được Isekai ngay và luôn. Anh chàng thuần thú sư tội nghiệp ăn ngay cú sốc đầu đời. Ly lúc này vẫn cho rằng cô ta luôn đúng, Ren chỉ là một tên phế vật. Nhưng cô ta đâu có biết tên phế vật đó đã đánh bại cả ổ đạo tặc dọa cô ta bỏ chạy. Lúc sau thì nhóm người Canada cũng tới phụ giúp Ren dọn dẹp. Nhóm người mạo hiểm già cho biết không có kỵ sĩ nào tới cả bọn họ kêu dọn rác không phải việc của họ. Ren liền cảm ơn Canada vì cô đã đã gọi người đến kịp thời. Bỗng nhiên bên trong truyền ra âm thanh chấn động, có vẻ là một chuyện chẳng lành. Một lũ quái vật thần lằn xuất hiện, đây chính là át chủ bài của bọn đạo tặc, quả đúng là bài hay. Nhưng mấy con thần lằn này thì chưa đủ tuổi để so sánh với Canada được. Ren cũng tiến lên cho bọn chúng ăn một cú đấm thốn tận rốn. Lúc này cậu nghĩ lại mình của ngày xưa gặp phải tình huống này chắc ngồi một góc rồi. Sau đó, Ren khuyên mọi người hãy mau chóng ra ngoài trước. Chỉ với vài con thằn lằn qua loa linh tinh làm sao mà cản bước được cậu. 3,14 phút sau Ren và Canada bước ra ngoài, mọi người vừa mới còn đang lo lắng thì lập tức và con tim đã quay trở lại. Bọn họ thừa nhận Ren và tung hô Canada không hổ danh là chủng tộc mạnh nhất. Chuyện đó bây giờ éo còn quan trọng, Ren chỉ cần có Canada ở bên là đủ rồi. Cảm ơn cả các bạn đã theo dõi hết video này còn chân chưa đến nữa thì like và subscribe kênh của chúng mình ngày về dưới video để có thể xem được nhiều review anime hay và hấp dẫn hơn nữa nhé còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.